Này thiện hiện, bản tánh của Pháp hữu lậu không buộc không mở, bản tánh của Pháp vô lậu cũng không buộc không mở. Bản tánh của Pháp hữu lậu không buộc không mở, thì chẳng phải là Pháp hữu lậu. Bản tánh của Pháp vô lậu không buộc không mở, thì chẳng phải là Pháp vô lậu. Vì sao? Vì Pháp hữu lậu, Pháp vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của Pháp hữu vi không buộc không mở, bản tánh của Pháp vô vi cũng không buộc không mở. Bản tánh của Pháp hữu vi không buộc không mở, thì chẳng phải là Pháp hữu vi. Bản tánh của Pháp vô vi không buộc không mở, thì chẳng phải là Pháp vô vi. Vì sao? Vì Pháp hữu vi vô vi rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp, nhưng đối với hữu tình và các pháp tánh hoàn toàn không có sở đắc. Vì sao? Vì các hữu tình và tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ trong cái vô sở đắc của tất cả pháp, nghĩa là lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của sắc, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thọ tưởng hành thức, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của sắc xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thanh hương vị xúc pháp xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thể thân ý giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của sắc giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thanh hương vị xúc pháp giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn thức giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn xúc, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của địa giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thủy hỏa phong không thức giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhân duyên, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của các pháp từ các duyên sanh ra, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của vô minh, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của bố thí ba la mật đa, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa.